Khoảng 3 hecta vải thiều của gia đình anh Phương đang vào vụ thu hoạch. Đây là loại vải có tên là U Hồng, được coi là vải chất lượng cao của Lục Ngạn. Và loại này chủ yếu được xuất khẩu với giá thương lái mua tại vườn ở thời điểm này là từ 28 đến 31 nghìn đồng một kg. Khu vực này đều là được mùa của nhà tôi thì cũng vậy. Thì sản lượng năm nay thì nhà tôi ước tính khoảng từ 7 cho đến 10 tấn. Về giá cả thì năm nay có nhỉnh hơn năm ngoái một chút. Trừ hết chi phí thì khi giá từ khoảng trên 25.000 trở lên thì người nông dân có lãi và cũng có một khoản thu nhập từ vải là rất là tốt. Tại Phố Kim, một trong ba điểm thu mua vải thiều lớn nhất của huyện Lục Ngạn, giá vải được các thương lái mua tại đây chỉ từ 9.000 đến 12.000 đồng một kg. 15 tầm này nó tầm 13 14 đến 15. Nhưng năm nay tầm này nó 7 8.000 9.000. Chở một chuyến vải lên đây chắc cũng xa mà cũng vượt cầu phao cũng vất vả, mà tiêu thụ thì dân nó buôn nó cân cho thì mình còn dễ, còn không thì mình cũng chết luôn. Sự chênh lệch giá cả này được giải thích là do có nhiều loại vải khác nhau, trong đó vải U Hồng được cho là thơm ngon và ngọt hơn, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu nên có giá cao hơn. Còn thương lái thì cho rằng việc triển khai các trạm cân kiểm soát trọng tải xe khiến họ không thể chở nhiều hơn và vì thế không mua được vải giá cao. Bởi phạt nhiều quá họ không dám cân gì đâu, này nay buôn người ta không dám mua nhiều, tức là chở nhiều cái cước cao, cái cước xe thì tôi được có lời một tí, còn cân ít thì bọn tôi đi không có lời. Tôi thuê một chuyến xe từ đây tôi về Hà Nội mất hơn 2 triệu. Thì chúng tôi phải đi ít thì chúng tôi không có lãi. Và sao tôi không có lãi, tôi không dám đi buôn, thì dân không bán được hàng. Không chỉ chênh lệch về giá giữa các loại vải mà giá cả còn bấp bênh ngay từ đầu vụ. Cùng loại vải có khi rớt giá từ 30.000 đồng xuống còn 25.000 đồng một kg trong vòng 2 ngày. Cái sản lượng năm nay thì nói chung tôi thấy là cũng như thế là ổn, nhưng mà về giá thì năm nay bấp bênh hơn. Nó không ổn định bằng năm ngoái. Có thể là năm nay chưa vào vụ chính. Lường trước những khó khăn từ thị trường tiêu thụ, các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Giang đã có nhiều giải pháp xúc tiến thương mại nhằm tìm hướng đi bền vững cho vải thiều Lục Ngạn. Cái công tác mà xúc tiến thương mại cũng như là chuẩn bị cho việc tiêu thụ vải thiều thì có thể là chuẩn bị được ngay từ đầu năm và liên tục chúng tôi quan tâm để làm sao mà từ cái khâu sản xuất cho tới khâu tiêu thụ và đảm bảo cho các cái thương nhân, thương lái và địa bàn tiêu thụ vải thiều thuận lợi. Trong cái khó khăn của nông dân ấy thì hiện nay là về sản xuất ấy thì chỉ khó khăn nhất là cái tiêu thụ sản phẩm. Đó là hiện nay cái đầu ra cho sản phẩm hiện nay là cần phải ổn định. Về giá cả thì nông dân yên tâm đầu tư được. Theo thống kê, diện tích vải Lục Ngạn năm 2014 là khoảng 17.500 ha, trong đó sản xuất vải theo tiêu chuẩn Việt Gáp đạt 8.500 ha. Sản lượng ước đạt khoảng 90.000 tấn, tăng hơn 10.000 tấn so với năm 2013. Để vải thiều Lục Ngạn có thị trường tiêu thụ ổn định, rõ ràng, các cơ quan chức năng của Bắc Giang cần phải tập trung xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường hơn nữa.